Trước tiên thì lâu lắm rồi anh Bằng lên thì cũng lên ủng hộ tinh thần anh Bằng. Cái thứ hai nữa là hôm nay cũng xin phép lên nói với các anh chị là lên nói 3 điều 7 chuyện 9 cái linh tinh. Thì em ở khu vực Hà Nội thì em biết được cái gì thì em nói em chia sẻ với các anh chị và các anh chị ở nước ngoài là như thế này. Thì mọi người thời gian vừa qua thì mọi người thấy gia đình nhà Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Phương rồi là con Nguyễn Thị Tâm thì bị bắt. Thì cái tình hình mà dân oan ở Hà Nội tự nhiên nó đột xuất nó giảm mất 50%. Thì mọi người có thấy lạ vấn đề đấy không? Thì xin mọi người chia sẻ, bởi vì em ở Hà Nội thì em nắm rõ cái nhóm săn sát dân oan lắm. Nên là tự nhiên bây giờ dân oan ở Hà Nội là giảm 50% rồi. Thực tế là ở đây ấy, thì anh chỉ nói sơ sơ thôi thì dân oan cái gì ở đây là mình anh đã phân tích rất nhiều rồi, đó là toàn bộ dân tham và những cái gia đình Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư hoặc là Nguyễn Thị Tâm thì chẳng qua là Ờ bác cũng ơi, xung quyền. cháu bảo tưởng là bọn nó không phải dân oan đâu, cháu thấy bọn nó lười lao động lắm, nó chẳng thấy là làm Không cái thì đấy thì chú đã đang vừa đang phân tích là nói chung là chúng nó lười lao động kiếm những đồng tiền ở của cái bọn hải ngoại bên kia, là nói chung là vâng bọn nó cháu bị bom đít, dùng ông cái bọn mà ở bên kia nó dùng ở cái ông đu đủ nó bom đít, ví dụ như thằng Trịnh Bá Phương nó cũng cái thằng bán cua, nhưng mà cuối cùng là đi rồi là những cái đại diện của bên bên các nước EU ở Hà Nội hoặc ở Mỹ chẳng hạn, nó cặp chẳng hạn mặc quần áo công đây chứ điệu nó quay lắm, hiểu không? Thì nói chung là đấy nó là trường hợp là là bị ống đu đủ người ta thổi, cho nó nên là là tưởng là mình nó như đại diện cho một đối cái những người dân như thế này cái khác, hiểu không? Đó là cái sự ảo tưởng đấy, anh nó là cái anh xin bằng bác nghe xin là bác quân nghe khúc ok nói đi phi nói đi vâng, nó bảo thì là nó em đại diện cho chia dân sẻ mà, thực sâu một ra chút cháu là dân nhưng mà nhà nhà cháu có hết cơm hết gạo thì cháu phải xin nó đâu mà nó đại diện cho cháu. Cháu điên quá, thế. cháu lên cháu chửi nó luôn. Nó Bây giờ thế bây thì giờ em chia xin sẻ khúc với à, anh Bằng với xin các anh chị ở nước ngoài với cả một số các dạ anh chị em mà không ở Hà Nội thì em chia sẻ kỹ hơn như thế này một chút. yeah. Thôi cháu xuống nha, cháu xuống cháu cãi nhau với cái thằng Mi Chen Dạ. cái kiểu đấy. Rồi, rồi, Rồi ok. anh mượn cái đề tài của Quân Khúc mới nói ra, anh rất cảm ơn Quân Khúc Vâng thì để em chia anh sẻ phân tích. sâu một chút thì xong rồi anh Phú nói thì em cũng Ok. sâu một chút Dạ thì như dạ này. đây một chút thì như này. À, Dạ mọi người cũng dạ. biết là đất nước Việt Nam mình thì đang phát triển thì các thành phố thì các đô thị mở rộng rất nhiều thì tại sao lại có cái chữ dân oan dương lội thì như thế này thì ngày xưa cái quận Hà Đông đấy thì nó toàn là cánh đồng ruộng lúa thôi mà cái cơ sở hạ tầng nó không phát triển mấy đâu thì bây giờ cái mật độ mà xây dựng cơ sở hạ tầng ở Hà Đông rất là dày mà các nhà cao tầng mọc lên rất là nhiều thì nó phát triển thì rất là nhanh thì tự nhiên thì lúc đấy thì đồng hóa với sự phát triển thì nhà nước người ta phải mở rộng cơ sở hạ Lấy tầng đất thì người ta phải lấy đất thì đúng lấy đất thì có cái mức đền bù của nhà nước đã quy ra rồi nhưng mà nhà 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 con mục Cấn Thị Thêu này thì nó là chỉ một trong những 100 hộ gia đình nó cứ đòi hỏi quyền lợi quá cao mà các nhà kia người ta đều đồng thuận chấp hành thì nó lập ra cái nhóm dân oan dương lội thì nó đi bây giờ là nó cứ kêu là dân oan nhưng mà thực chất nó chẳng phải dân oan gì cả bây giờ nó chủ yếu là nó lập ra nhà dân oan rồi đấu tranh dân chủ thì nó kiếm tiền từ một số những cái tổ chức hải ngoại gửi tiền về rồi nó đi kích động những cái người mà đang đi kiện cáo ở Hà Nội thì mình phải nói ở đây là thực tế là ở Hà Nội cũng có những trường hợp dân oan nhưng mà không phải nhiều nó chỉ 1-2% thôi nhưng mà đây đấy mọi người xem này toàn cái đám kích động đấy bây giờ bị hót cả hổ rồi thì bây giờ tự nhiên giảm hết 50% dân oan đấy thì mời chú Phú chia sẻ. thì cảm ơn ông Khúc, cảm ơn các anh chị em thế này. Không riêng gì ở Việt Nam mà cái đám dân chủ dân ngon nó đều im hơi lặng tiếng và dần dần nó sẽ tự tiêu triệt tiêu hết. Cũng như tại sao nó bắt nguồn cũng như tại vì ở tại hải ngoại những cái tổ chức chống phá nhà nước, những cái thành phần gọi là cờ vàng ba sọc đỏ chống cộng đó, họ là những thành phần kích động hay là gọi là lập ra những tổ chức là dân quan dân chủ hay là người tù lương tâm, là mục đích của tụi này gì, là mục đích của tụi này là nó dựng cái đó ra để gì, nó kêu gọi Chống phá, cộng đồng chống Việt phá. Nam ở hải ngoại để quyên góp rồi gửi tiền về cho bọn này chống phá. Cái quyên góp của tụi nó ví dụ nó quyên góp được 10.000 đô la, nó gửi về cho những cái bọn mà dân oan như là dân chủ cũ trong nước 1.000, còn 9.000 nó bỏ túi. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao ngày hôm nay cái sự bùng nổ của nước Mỹ mới thấy rằng cái nền dân chủ của nước Mỹ nó chẳng ra gì và không còn ai tin tưởng được.
những cái bọn gọi là những cái tổ chức nhân quyền, dân quyền hay là này kia, cái ABC cũng những cái thành phần tổ chức chống cộng ở tại hải ngoại, nó bị rớt cái mặt đá từ từ. Những cái sự bất cập ở tại nước Mỹ mà tụi nó không dám đấu tranh. Mà họ là ai? Họ là những người mang quốc tịch Mỹ. Họ là người Việt mang quốc tịch Mỹ mà họ không dám đấu tranh của những người da vàng, gọi là những người Việt Nam ở trong cái cộng đồng của họ. Thì họ họ bảo rằng cái dân oan, họ bảo vệ cái dân oan cái gì? Mục đích là tại sao họ chọn ở Việt Nam? Tại vì họ chọn ở Việt Nam là họ dễ, cái chiêu bài là dễ quyên góp. Còn mà chọn về cái nhân quyền của một đất nước mà hiện nay cái cộng đồng họ đang ở là không có tiền. Họ không có rảnh háng để họ làm cái chuyện đó. Là vì cái tổ chức đó là bịp những cái thằng lừa đảo. Thì từ từ cái bộ mặt nó sẽ rớt thôi các bạn. Cái đơn giản là cái quy luật của xã hội là nó như vậy thôi. Xin thưa các anh chị như vậy. Rồi Quân Khúc. Rồi xin mời Quân Khúc. Em thì từ trước đến nay thì em cũng đi mới nhiều anh em trong phong trào mà đấu tranh với cái bọn mà dân oan lừa đảo này, thì bọn em cũng hiểu rõ từ cái nhỏ nhất mà chúng nó thuê người một ngày 300 đến 500, rồi chúng nó chia tiền khi mà đi biểu tình hay là nó đi kêu đi gây rối trật tự xong rồi chúng nó chia tiền một buổi, hết một buổi là chúng nó ra, chúng nó công viên chúng nó chia tiền với nhau, thì em đều thấy rõ. Và cái thứ hai nữa, em thấy rằng là thực tế thì cái đám này nó có phải là dân oan hay không dân oan thì bây giờ mình cứ nghĩ mà kỹ mà xem. Những cái đám này thường thì nó lên trên Hà Nội, nó không công ăn việc làm, xong rồi ăn bờ ngủ bụi, xong rồi nó chẳng có việc gì làm, thì cái bọn nhà Cấn Thị Têu với cả Trịnh Bá Phương với Trịnh Bá Tư này nó lôi kéo vào, rồi nhất là những cái người già đấy, được mấy trăm nghìn tôi đi không đi đấy. Xin lỗi Quân Khúc chứ, ở đây có bạn Hương Nguyễn mới lên nhưng mà cái mạng của bạn thì yếu, thành cùng khi vào đây có một cái dấu ấy là không thể liên được. Bạn xem mà cái mạng internet của bạn hoặc là wifi của bạn xem như thế nào, chứ ở đây rồi muốn đưa bạn lên nhưng mà thấy có chữ dấu thập cảnh báo đây không lên được, đó là mạng. Rồi xin mời Quân Khúc nói tiếp. Xong rồi đi xong rồi một ngày về được mấy trăm nghìn đấy, xong bắt đầu chia nhau rồi ăn tiêu, xong rồi ngày hôm sau thì lại đi tiếp. Thì coi như là mấy cái thành phần đấy mọi người cứ nhìn kỹ đi. Nếu mà ai mà thường xuyên theo dõi cái đám này thì quanh đi quẩn lại toàn gương mặt thân quen thôi. Làm gì có gương mặt nào lạ đâu. Đấy mọi người cứ nhìn, em nói đều có kiểm chứng, mọi người cứ xem tất cả các clip bọn nó đăng lên quanh đi quẩn lại toàn những gương mặt cũ, chẳng có gương mặt nào mới cả. Đấy. Thì chú nói là Quân Khúc nghe, thì ở tại hải ngoại nó cũng như đó. Tôi nói tại sao bây giờ những cái phong trào, từ những cái phong trào, đây cho anh Bằng với là Quân Khúc là anh chị em cho tôi giải thích thêm. Tại sao những cái phong trào gọi là dân oan, dân chủ cuội ở trong nước Việt Nam lần lần họ sẽ bị dập tắt hết? Tại vì tại sao cái bọn ngoài rồi những cái tổ chức chống cộng ở tại hải ngoại nó lần lần nó sẽ không còn ai tin tưởng nữa. Tôi nói ví dụ như cái tổ chức Bob People của thằng Nguyễn Đăng Thắng, ngày xưa nó tạo ra một cái hội đó đi để nó xin tiền ha, của cộng đồng Việt Nam, rồi nó bảo rằng là nó chi cho người này, nó chi cái đó. Còn khi mà người ta hỏi ra những cái giấy tờ mà chi thì nó bảo rằng những cái này bí mật. Tất nhiên là nó đánh tráo cái sự gọi là lừa tiền của người ta đó, người ta đâu có tin nữa đâu. Cho nên những cái thành phần anh thấy trước đây anh Bằng là các anh chị em là Quân Khúc thấy động cái là họ bỏ chạy qua bên Thái Lan, họ nghe lời cái đám Việt Tân, cái đám Trình Hội vô á là sẽ lo cho họ đi này kia đó. Nhưng mà thực chất khi mà anh qua bên đó, những người nào có tiền nó mới lo, còn người nào không có tiền thì nó bỏ cho nó đói phải đi lượm rác ăn. Vậy lúc đó người ta sẽ nhìn ra được đây là những cái bộ mặt, những cái tổ chức này là những cái tổ chức xạo, những cái tổ chức bịp. Thì bắt đầu những người đó người ta xin nhà nước làm kiểm điểm, làm tờ tường trình ăn năn hối lỗi, nhà nước vẫn cho về, không bắt bớ, không tù này. Là để gì? Người ta thấy được cái bộ mặt thật của những cái tổ chức chống cộng ở tại hải ngoại, những cái tổ chức lừa bịp của hải ngoại. Anh thấy không? Thì bây giờ thì sao? Cái bộ mặt vôi nè, của Trịnh Hội nè, Bob People của Nguyễn Văn Thắng nè, của đám Việt Tân rồi là Vinh Quân, là từ từ nó sẽ lột mặt nạ hết. Anh thấy không? Cho nên tất cả cái gì đó, cái sự thật nó đều là sự thật hết. Cái sự thật nó đều là cái sự thật hết, nó phơi bày ra hết. Là nó như vậy thôi. Còn chúng ta, tại sao chúng ta lên đây chúng ta mở diễn đàn? Là vì chúng ta muốn nói ra để cho những người dân trong nước người ta hiểu được cái bản chất lừa bịp của những tổ chức phản động ở nước ngoài. Là nó như vậy. Em nói xin lỗi, vâng anh Phú, em nói cái vấn đề này.
tức là cũng xảy ra có dân oan, thì mình thực tế là cũng có những dân oan thật, nhưng mà cũng có nhiều người dân người ta không hiểu biết về những chính sách đất đai của nhà nước mình. Nó nói này, thứ nhất là cái thuế đất ở Việt Nam nó rất là rẻ, kể cả thuế đất nhà ở thổ cư ở thành phố nó rất là rẻ, cho nên là nhiều khi mọi người cứ tưởng a à, cái mảnh đất là đất này là của mình đấy, của mình, cho nên là khi nhà nước đền bù giải tỏa thì mình muốn đòi bao nhiêu cũng được. Mà trong khi đó những cái hộ mà bốn chung quanh hoặc hộ cùng với nhà mình, người ta đã cảm thấy thoải mái rồi, người ta nhận những cái tiền đền bù rồi đó, thì là những nhà kia thì cố tình. Em nói anh như này, nếu mình nói chung ra là đất đai là của toàn dân, giao cho nhà nước quản lý mà được coi như giao cho những người dân sử dụng. Người ta ví dụ anh sử dụng để mà anh trồng lúa là anh trồng lúa, mà anh sử dụng anh để xây nhà là anh xây nhà, chứ không phải là coi như là cái đất này coi như là anh muốn làm gì làm, mà cũng không phải của nhà anh. Khi nhà nước có một cái nhu cầu nào đó mà nhà nước coi như là lấy ra, thì coi như là mình phải có trách nhiệm trao trả lại đất cho nhà nước, và nhà nước sẽ đền bù theo giá mà quy định của nhà nước. Ví dụ đất thổ cư hoặc đất xây dựng nhà ở, nhà nước sẽ đền bù theo cái kiểu đất thổ cư và đất xây dựng nhà ở, còn đất trồng lúa hoặc đất trồng rừng thì nhà nước sẽ đền bù theo những đơn giá đó, nó có cái quy định cả rồi. Cho nên một số người ta nghĩ là à, nhà nước giao tôi xây nhà đây mà cho nên cái đất này là của tôi, thì thực tế hàng năm người ta đóng, một là đóng thuế rất ít, hai là không đóng thuế. Nó không như ở Mỹ, ví dụ anh Bình Vương chẳng hạn, anh Phú hiện nay một mảnh đất của anh ví dụ một khoảng 100 m², một năm có là khả năng anh đóng là 2 hoặc 3 ngàn hoặc hơn 1 ngàn đồng tiền thuế. Nhưng ở Việt Nam này, cái thuế đất nó quá rẻ đi, cho nên một số người cứ lầm tưởng đất đấy là của mình, là mình muốn làm gì thì làm đấy. Khi giao đất thì mình muốn đòi là như thế nào đòi. Em xin thưa với lại anh Bằng, hello chào anh Bình Vương thế này, ở một cái điều mà muốn nói để cho người dân trong nước mình hiểu thế này. Đừng nghe lời những cái bác mà tờ vàng ở hải ngoại để mà xuyên tạc. Tại vì tôi nói vừa rồi cái vấn đề mà vấn đề nhà nước mình, vấn đề rác. À, thì mấy bác ở hải ngoại bắt đầu lên án quá là tại sao cộng sản nhà nước Việt Nam bóc lột người dân về vấn đề rác này kia nọ mới xê. Tôi xin thưa chỗ này, tôi ủng hộ vấn đề nhà nước, cái rác của nhà nước ở bên châu Âu này, kể cả như các nước. Tại sao người ta thấy, thí dụ gia đình anh nha, cái gia đình anh á, 2 người, gia đình anh 5 người, gia đình anh 10 người, anh mua cái thùng rác 2 người, anh mua thùng rác 10 lít, 5 người anh mua cái thùng rác 20 lít, 20 người, 10 người anh mua cái thùng rác 50 lít. Cái đó là rõ ràng. Mà làm cái vấn đề đó là gì? Nó bảo vệ cái môi trường nữa, nó bảo vệ cái môi trường mà bảo vệ cái sự vệ sinh trong cái cộng đồng của đất nước mình, cái điều đó là tốt. Còn tôi nói anh ở bên này, thí dụ anh cắt nhà nha, tại tôi sống ở Đức, tôi chỉ nói Đức thôi, anh cắt nhà mà anh đập mấy cái xà bằng xuống nha, anh đập xi măng hay đập cái xà bằng xuống á, anh đem ra anh đổ, anh xách xe ra anh chở, nó cân ký lô anh, nó cân ký lô anh, sắt thép hay là tủ lạnh hay là này kia nọ đó, anh chạy ra cái đoạn cái bãi nữa là nó cân ký lô anh, anh được quyền bỏ vô cái tủ lạnh á, thì nó quy định anh thí dụ như là phải 10 đồng. Chiếc xe anh cũ anh quăng ra bãi rác, anh phải trả tiền cho nó. Mà cái đó là nó thu lại, nó tận dụng lại để mà nó bán mấy cái đồ lạc son, anh không phải trả tiền. Và tôi nghĩ rằng cái rác đó là nhà nước, chính sách nhà nước họ làm đúng. Thứ nhất là gì? Công bằng cho những gia đình hộ nhiều hay hộ ít. Cái thứ hai nữa là nó bảo vệ vấn đề môi sinh. Thứ ba nữa là làm vệ sinh cho cái cộng đồng của cái xã hội. Điều đó là tôi đồng ý thôi. Cái điều đó là chúng ta, người trong nước chúng ta phải đồng ý cái chính sách đó. Chứ còn đừng có nghe lời những cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại, chính họ cũng phải bị áp dụng những cái chiêu thức đó ở tại nơi họ ở, nhưng mà họ không dám nói, nhưng mà ngược lại họ chỉ chỏ mỏ về đất nước Việt Nam. Mục đích là gì? Họ kích động cho những cái người mà không hiểu biết về vấn đề đó, những cái người mà sống là không biết cái xã hội nó là cái gì. Cái bạn nào mới lên đấy, bạn tắt nhạc dùng ấy, bạn lo nhất gì đó. Mút ra, mút ra đi anh ơi. Sạc rồi. Alo, sao không nghe gì nữa hết? Vâng, mọi người vẫn nghe. Em chia sẻ thêm một chút về cái vấn đề dân oan ở Hà Nội nữa. Thì em ngồi em quan sát là cái người dân Hà Nội thì người ta nghĩ gì về cái đám dân oan này.
thì mọi người, những cái người thường xuyên người ta hay đi qua đường những cái chỗ mà vườn hoa Mai Xuân Thưởng hay là cái trụ sở tiếp công dân ấy, thì họ nhìn thấy họ nhàm quá, bởi vì nó thấy lố bịch. Thứ nhất là những cái trường hợp mà răng băng rôn thì khẩu khẩu hiệu rồi là làm bừa bừa bộn ở đô thị, xong rồi kéo nhau rồi rồi là cởi trần cởi chuồng, rồi cả bố con bố bố ruột con đẻ cởi trần cởi chuồng ra đứng cản trở giao thông, thì người dân Hà Nội người ta nhìn nhiều, người ta thấy nhàm và người ta cảm thấy cái đám này nó là một những thành phần lố bịch mà làm mất trật tự xã hội, làm xấu hình ảnh trong 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 mắt những người nước ngoài người ta đến đến Hà Nội người ta du lịch. Thì đằng sau những cái đám này là ai? Đằng sau những cái đám này là những cái đứa mà chăn dắt dân oan đấy, nó xúi dục người ta rồi nó làm những cái động tác mà cảm thấy là người dân người ta nhìn nhận ra rõ là không có một cái trường hợp mà dân oan mà đi cởi trần cởi chuồng mà đứng ở ngoài đường làm cản trở giao thông cả, nó là lố bịch. Dân chủ kiểu gì? Dân chủ kiểu ấy. Bản thân những dân chủ ở nước ngoài ấy, người ta nhìn thấy người ta cũng cười cả, chứ chẳng có phải gì. Em không thấy nhiều chuyện anh chị nước ngoài người ta nhìn thấy như cái hành động của cởi trần cởi chuồng ra đứng cản trở giao thông người ta thấy lố bịch. Em xin phép anh Bằng với lại mọi các anh về quân khúc anh trả lời thêm chi dưới này nè. Trước nhất em trả lời trước Giang Giang á, tôi thưa với Giang Giang, tôi là một người quốc tịch Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam hẳn hồi 33 năm, dù rằng sống ở tại nước Đức 32 năm, gần 33 năm vẫn quốc tịch Việt Nam rõ ràng, và nhà cửa mọi sinh hoạt của tôi đều có Việt Nam. Các anh khỏi cần nói vấn đề đó. Còn những người người ta có quốc tịch, người ta muốn đi hay muốn ở là cái quyền của người ta. Quyền của đó ta. Là cái quyền của người ta. Anh không? Các anh chỉ có những cái luận điệu đó thôi. Rồi bắt đầu tôi trả lời rồi. Cái thứ hai là em trả lời với Nguyễn Khúc nè. Chúng tôi mong rằng các bà con ở trong nước, những người dân ở trong nước phải đứng dậy, phải mạnh dạn để mà lên án những cái bọn này. Tuy nhiên tại vì chúng ta thờ ơ, cho nên vì cái chỗ đó mà bọn này nó lợi dụng cái những người dân ở xung quanh đó, hay là những người dân ở tại Hà Nội, những người dân ở trong nước đó, họ thờ ơ, cho nên vì cái chỗ đó họ nghĩ rằng, trong đầu của họ nghĩ rằng à, những người dân đó đều đồng lòng cho họ, cho nên vì cái chỗ đó mà tôi thiết tha yêu cầu những người dân chúng ta cực lực phải lên án, hỗ trợ cùng chính quyền, cùng cảnh sát để mà giải tán những cái thành phần này. Tất nhiên cái tiếng nói của người dân của mình nó mạnh mẽ hơn, tại vì nếu mà cái chính quyền ra tay mạnh á, thì có cớ để cho bọn nó bằng hô hào là à, cái chính quyền đàn áp, công an đàn áp người dân, cho nên chúng ta cần phải có tiếng nói. Cũng như tôi nói, những cái thành phần ở Đức này là vừa rồi nè, nó xảy ra vấn đề mà đập phá biểu tình này kia cái nọ, người dân Đức người ta mạnh mẽ, người ta lên án liền, cho nên cái phong trào nó xẹp liền. Đó là cái tiếng nói người dân, nó cần phải quyết liệt hơn. Xin thưa các anh các chị, thực ra thì em thì em không ủng hộ cái ý kiến mà anh Phú nói là thờ ơ. Thực ra thì không phải ở Hà Nội người ta không phải là thờ ơ đâu. Mọi người đều biết là mỗi người ta đều có công ăn việc làm cả, chứ người ta cũng không có rảnh đâu mà người ta đi để ý mấy cái chuyện linh tinh này. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ý, là người ta biết là cái đám dân oan này là những cái đám lố bịch, nên người ta không thèm để ý, chứ không phải là thờ ơ đâu. Chẳng qua là em thì em tham gia cái mảng này, cho nên là em thấy nó lố bịch quá, nên là mình phải vạch ra những cái mà chúng nó làm lố bịch để cho những anh chị nước ngoài mà gửi tiền về cho cái đám này này là thấy rằng là bọn này là một cái bọn lố bịch, chứ không phải là oan ức cái gì cả, chứ không phải là thật sự ra, chỉ có cái bọn mà chống cộng thôi, những cái tổ chức lừa đảo nó mới gửi tiền cho bọn này. Ta là mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là muốn gây sự xáo trộn, rồi tụi nó dùng cái số tiền đó để tụi nó quyên góp. Mục đích của tụi nó là em cũng đồng ý rằng là kể cả cái đám chống cộng nó gửi về cũng được, nhưng mà cái quan trọng là mình vạch ra, kể cả cho cái đám chống cộng nó gửi về đều cho nó nhìn thấy cả cái đám này nó chẳng làm gì được lên trò trống gì, nó chỉ là mục đích của nó là tiền, cho nên là dần dần rồi anh thấy không, tiền về rồi nó cũng ít, rồi cái đám dân loa này nó cũng tan thôi, chủ yếu là tiền. Tụi này nó biết hết, nhưng mà mục đích của tụi nó là vậy. Mục đích của nó là gì? Hai chiều. Thứ nhất là gì? Nó kích động, nó gửi tiền cho cái người chống phá, để chống phá. Mà khi mình bị bắt biểu tình rồi, nó lại kêu gọi là à, những người này đấu tranh ở trong nước ABC để nó quyên góp thêm tiền, đó là đóng tiền để giúp cho những người này. Đó là mục đích của tụi nó, là những cái tổ chức bếp nó sống trên xương máu của những người đấu tranh dân chủ, dâm chủ và những dân oan ngu muội ở trong nước. Mục đích của tụi nó là gì? Tôi biết hết chứ không phải không biết. Nhưng mà tại sao, xin thưa, người dân ở tại hải ngoại, cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại
người ta chân chính, người ta có hướng một cái có một cái tâm, một cái tầm hướng về nước, người ta không bao giờ đóng góp cho những thành phần này, không bao giờ đóng góp. Này thằng Cường Nguyễn này, tao nói này, bây giờ tao chỉ mong coi như là cướp đất thôi, mày nói cái từ cướp là coi như mày đã sai rồi. Thì đất đai là nhà nước giao cho nhân dân sử dụng, khi nào nhà nước cần thì nhà nước lấy lại để mà chỉnh trang đô thị, để làm những nhà máy xí nghiệp hoặc là để làm nhà khác. Hiện nay đất nước Việt Nam đang phát triển và đã phát triển, cho nên là cần rất nhiều những quỹ đất để mà ví dụ xây dựng nhà trường, nhà bệnh viện, rồi là xây dựng hoặc là chỉnh trang đô thị. Bây giờ mày dùng từ cướp là mày thấy mày không hiểu về những luật đất đai của Việt Nam rồi. Nói đơn giản thôi anh. Bây giờ cái bọn chống cộng thì nó bảo Việt Nam mình nghèo rồi không phát triển. Thế bây giờ nhà nước người ta lấy các cái khu đất mà mở rộng ra các cái thành phố để họ phát triển, thì chúng mày lại bảo là cướp đất. Mà không phát triển thì chúng mày lại bảo là nghèo khó. Thế thì bây giờ làm thế nào mà sống sao mà vừa cho cái lũ chống cộng cực đoan chúng mày? Thì cái bọn này là nó bọn nó chống phá mà, nó đã mang cái tư tưởng chống phá thì không cần gì mày nói nữa. Bạn mày lo cái đám mà gọi là chống phá đó, cái đám mà gọi là cờ vàng chống cộng rồi đó, thì tụi mày bảo vệ cho cái dân tộc Việt Nam, bảo vệ cho cộng đồng Việt Nam đi. Nhưng mà tụi mày không bảo vệ, tụi mày câm mồm trước những cái nơi mà tụi bay đang sinh ở, tụi mày không có mồm. Nhưng mà ngược lại tụi mày cứ chỏ mỏ Việt Nam đó. Mục đích là gì? Mục đích là gì? Nói chung là mục đích là phá hoại, mục đích là quyên góp, thế thôi. Nói chung là mấy cái thành phần mà chống cộng này nó cũng lạc lõng giữa nhân loại trên thế giới này thôi. Bởi vì những cái chỉ số bây giờ thực tế là anh nói với Quân Cúc với anh Phú và tất cả mọi người như thế này, đất nước nào cũng, nói chung là đa phần người ta ủng hộ chế độ này, chế độ này là được rồi, cũng ngoài ra cũng còn một số, chẳng có đất nước nào 100% ủng hộ chế độ cả. Nói chung ở Việt Nam chỉ có một số rất nhỏ thôi. Đấy, những kẻ nó thế này thế khác bắt đầu nó phản đối hoặc là nó dùng hình thức này hình thức khác thôi. Nhưng mà nói chung lại là xã hội mình đang phát triển, đất nước mình đang tiến lên, đời sống của nhân dân càng ngày càng được hạnh phúc, thế thôi. Đấy. Tạm biệt tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình. Xin chào Quân Cúc nhé. Vâng, chào anh Bàng, chào tất cả mọi người.